2. Xuất nhập khẩu tư bản, vốn. Xét theo nội dung xuất nhập khẩu có việc chuyển vốn bằng tiền ra nước ngoài đầu tư và chuyển tư liệu sản xuất ra nước ngoài kinh doanh. Thật ra trường hợp thứ nhất cũng chỉ là bước đầu để cuối cùng cũng phải dẫn tới trường hợp thứ hai, bởi mọi sự đầu tư đều phải biến thành cơ sở vật chất kỹ thuật để sản xuất kinh doanh. Việc xuất khẩu tư bản hiện